Hôm nay thầy mời em đi ăn nha. Em chọn quán đi. Quanh, em tính đi đâu vậy? Chú Nguyễn nói là hôm nay em được về sớm, cho nên là kêu hai đứa mình về nhà ăn cơm. À, vẽ gì đẹp ta, cho anh vẽ với. Tôi tặng thầy Hải đúng không? Tặng ai cả em? Thầy Hải nhìn dễ thương giống mấy chiếc củ hành này nè. Mặc kệ anh. Trời ơi. Thầy Khải, đứa nào cũng thầy Khải, nghe lùng bùng cái lỗ tai. Hành tay. Một, hai, ba. Ba! Ba có thấy hai cái củ hành tây của con ở đâu không? Hai củ hành tây đó. Ba... Ba làm sao? Hồi nãy em, ba làm cái món gỏi gà. Rồi làm giữa chừng cái nó thiếu hành. Cái ba lật đật định đi mua hành. Cái tự nhiên có đi ngang qua phòng của con, cái ba hửi được có cái mùi hành. Hồi sao cái ba đi vô ba thấy hai củ hành nằm lên hai ly như vậy nè. À, đúng là buồn ngủ, gặp chiếu manh. Thế là ba thẳng là ba xuống đây ba sáng tác ra cái món gà trộn gỏi, trộn hành ăn rất là xuất sắc. Trời ăn thử ơi, miếng đi con. Tại sao ba lại lấy hành của con để mà ba làm món này? Thì ba tưởng con chơi xong rồi thì ba mới làm. Chơi cái gì mà chơi? Ba có biết là hai cái củ hành tây này nó quan trọng với con cỡ nào không? Thì nếu nó quan trọng thì ba đi mua cái khác trả lại cho con ha. Ba có mua 8 kg cũng không có đền được hai cái củ hành tây này của con đâu. Thôi vậy mà ba có ý vậy, đổi hai củ hành thành hai chiếc bơm đi ha. Này vẽ vô nó cũng đẹp. Ba tự vẽ đi. Thôi vuốt giận. Món ăn hôm nay ba làm rất là xuất sắc. Hai cái củ hành tây của con đã đóng góp vô cái món ăn rất là không có uổng phí gì hết. Ăn với ba đi, không thôi để hồi quan vậy nó dành ăn hết á. Con muốn không có trời. Ba tự ăn mình đi. Kìa. Quanh. Không ăn thì thôi. Tôi ăn mình. Hành tây. Giấu đây chắc không ai thấy đâu. Anh làm cái gì vậy? Em làm gì em đứng yên cho anh nhìn lúa mày. Ôi nhìn cứng quá à. Trời lâu lắm mới thấy cây lúa đó. Ê giấu vô kỹ á. Ba mà thấy là ba gặt lúa luôn. Thôi anh nói nhỏ nhỏ thôi. Em đã giấu ba rồi mà anh còn la lớn gì nữa. Quên. Xin lỗi. Mà tại em thấy cưng quá trời. Ê, hay là giờ á, em trồng đầy hết vườn này đi. Cây đợi nó đơm bông kích trái này nọ. Có thóc, rồi có lúa, rồi có gạo. Cái mình khỏi phải đi chợ. Thôi, được rồi. Anh đi vô nhà đi. Em phải ba thấy bây giờ nè. Đi lẹ đi. Gì đâu. Đi vô nhà đi. Không đi, bây giờ nói cái chậu đó tặng ai đi rồi tôi đi. Rồi tôi đứng ra tôi bảo vệ cho. Nói chung là... Tặng ai? Không có phải tặng cho anh Tạng. Tặng anh hả? Sai quá. Mà anh đâu có bị dính dáng thì tới lúa được. Lúa là phải tặng cho người nào nó lúa là... Thầy Khải. Ok, được. Dù sao thì giữa ông Tạng với thầy Khải thì anh thích thầy Khải hơn. Thầy Khải gì hiền, dễ thương, được. Tới luôn ông Tài ơi. Anh thích thì anh tới đi. Đàn ông sao mà tới được. Mẹ. Vậy mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Còn trồng cây nữa. Vậy thì đừng có trách ba nghe. Phải công nhận, cái giống cây lưỡi hổ này quá tuyệt vời. Vừa đuổi được muỗi mà vừa
hút được ba cái tia phóng xạ. Quá hay. Tiếc cái là thời gian vừa qua ba, mình không có thời gian để chăm sóc nó. Ba nghe con nói gì không? Một hai cảnh rồi. Gì con? Có phải ba là người làm hư cái chậu lúa này của con không? Trời nó khơi con thấy đó. Thời gian ba không có mà đủ mà chăm sóc cho mấy cái đám con cưng cây kiển của ba hư đâu mà ba lo ba cái thứ cây gì. Ba không nói là con giận ba luôn đó. Mà vụ gì? Ba! Gì nữa không? Con mất bao nhiêu thời gian để bắt được thủ phạm. Sao hàng giờ con điều tra thì với con gà này thì nó đã ỏ ho cho nghe được rồi. Người chủ mưu phá cái chậu lúa của em Oanh không ai khác chính là ba. Đúng không ba? Trời đất ơi, mày đừng có vu oan cho người hiền nha. Trời thiệt mà. Ba cố ý đúng không? Không. Ba không hề biết cái gì hết á. Bà chối quá hay, bà chối quá hay luôn. Làm sao qua được ánh mắt thám tử của con? Ở nhà này có ba người. Oanh, em có mua không? Không. Anh không mua. Như vậy là ba là người mua con gà này. Đúng không? Tao mua nó rồi làm sao? Trời đất ơi. Thì ba thấy cái sân nhà mình nó rộng thì ba nuôi vài con thả giống như người ta nuôi gà thả vườn vậy đó. Trời đất. Bây giờ ăn gà công nghiệp đâu có tốt. Ăn mấy con gà thả vườn nó mới tốt. Mai mốt nhà mình làm tiệc, mình đãi tiệc, mình làm gà thả vườn. Ba nói cũng đúng lý á, sao ba không mua nguyên đàn luôn. Nhưng mà con đâu có thích ăn thịt gà đâu. Mà anh thích. Với lại bình thường ba rất là quý mấy cái cây kiển của ba. Lỡ nó mổ mấy cây kiển của ba luôn thì sao? Đúng rồi, vô lý lắm luôn á. Thì ba đâu có biết con trồng cái cây lúa này. Con đâu có nói đâu mà ba biết. Quan trọng là bây giờ cây lúa nó chành bành rồi. Lỗi là cho con của ba. Ba xin lỗi anh đi. Mày nín mày. Làm sao con biết ba nuôi gà mà con nói? Thôi lỡ rồi. Đừng có giận ba nữa rồi. Ba mua chậu khác ba đền lại cho con nghe. Nghe. Ba cố tình đúng không? Chứ còn gì nữa. Nãy giờ ba ấp úng nhìn cái thần thái đó hiểu rồi ba là tội phạm. Thôi mày. Ba là người tốt. Ba vô tội. Con được vu oan cho người hiền nha. Thôi. Con không nói chuyện với ba nữa. Con giận ba luôn rồi. Kìa. Giận luôn. Đừng nói chuyện nữa. Kìa. Thiệt. Muốn đấu với ba. Trứng mà đòi khôn hơn gà. Đợi mấy chục năm nữa nghe con. Hôm nay tâm trạng quá tốt. Để mình xuống dưới bếp nghiên cứu coi nấu món gì. Nhìn ba có vẻ đắc ý. Ba đã thừa nhận cái tội ác của mình gây ra. Và thủ phạm chính là ngươi. Này à, hên cho ngươi bữa nay là ta ăn chay đó. Không muốn sát sanh nghe chưa? Còn không là tôi mạng nãy giờ rồi. Đem đi xé phai là cùng với ông. Cùng với ông. Cơm nước xong rồi. Giờ mình lo cái lưỡi. Cái lưỡi hổ của tôi để đây đâu rồi? Quang. Dạ. Cái chậu kiển ba hồi nãy để đây đâu rồi? Ồ, nói chậu kiển con mới nhớ. Bé Oanh á, cầm đi mất tiêu rồi. Hả? Nó cầm đi đâu? Bé Oanh có để lại một cái thông điệp rất là ngắn gọn là bé Oanh đi tặng người khác á. Mà theo con đoán hình như tặng thầy Khải thì phải. Trời đất. Mà sao mày không cản nó lại giùm tao? Rồi làm sao cản được? Cái đó là cái chuyện đúng, là cái chuyện lẽ phải. Còn xin đứng về công lý. Hay quá. Công lý. Dạ. Mày ra công lý mày ăn cơm nè. Đừng ăn cơm nhà này. Bà khó quá à. Lý công lý. Bà bớt đóng vai ác đi. Thiệt á, bà ngăn cản cái chuyện tình cảm của bé Oanh là sai rồi đó. Sai chỗ nào? Để cho bé Oanh và thầy Khải tự nhiên đến với nhau đi. Nó là cái chuyện của cái trẻ trưởng thành rồi, trên 18 tuổi rồi, đừng ngăn cản nữa. Tao làm gì là cũng muốn mang hạnh phúc đến cho em của mày. Tao tìm một tấm chồng giàu sang, đẹp trai, có công việc ổn định, để cho con gái của tao đó, nó sống sung sướng suốt đời. Hơn là đi với cái thằng thầy giáo ù lì kia suốt ngày cứ thụ động, rồi đợi cho con gái tao phải mang quà tới tận nhà tặng cho nó. Mai mốt con gái tao lấy nó làm chồng là phải nấu cơm hầu hạ nó suốt đời hay sao? Hả? Quang! Cái thằng này!
Em có biết là điểm thi giữa học kỳ có một người trong lớp mình điểm rất là thấp. Ồ vậy hả thầy? Ai vậy ta? Ông Lĩnh? Ông Sang? À không, chắc chắn là ông Phi luôn. Tại vì ông học dở lắm, em biết mà. Không. Người đó là Nguyễn Hoàng Quanh. Cái gì? Thì thầy biết là thời gian qua em đi thực tập mà, cho nên... Em thực tập xong rồi, thầy tưởng là bởi vì em là cộng tác viên bên đó. Trong tuần này á, em sắp xếp công việc rồi lên phòng thầy ôn bài. Thầy sẽ kiểm tra mỗi ngày. Thôi mà thầy, em hứa với thầy là em sẽ cố gắng, nhưng mà đừng có ôn bây giờ. Em là lớp trưởng, thành tích em như vậy thì làm sao mà em làm gương cho các bạn được. Thôi, em cố gắng sắp xếp công việc rồi lên ôn bài nha. Dạ. Trời ơi, chán quá. Tập trung học bài đi. Ô, chị bây giờ có cái giường để mà nằm lên mà ngủ chút xíu cũng được. Em muốn có cái giường đúng không? Đúng rồi đây. Thầy có ý này. Thì bây giờ em học bài, em chăm chỉ học bài. Em học xong em về nhà em lên giường em ngủ. Hả? Dạ. Thì thầy cũng nói được. Bây giờ thì qua phòng thầy Bảo, có cuộc họp. Em ở đây học bài nha. Dạ, em hứa là em sẽ học bài thật là chăm chỉ. Thật ra thầy cũng yên tâm mà, vì trong phòng này có camera. Với lại cuối buổi thầy sẽ kiểm tra, nếu mà không đạt được yêu cầu á thì sẽ bị phạt, sẽ dọn rác trong khuôn viên trường này một buổi. Dạ em biết rồi thầy. Thầy cứ đi đi. Thầy đi nha. À mà thầy, thầy ơi. Lại đây em nói nhỏ. Thầy nhìn vô mắt của em đi. Nhìn sâu vô. Em sẽ hỏi thầy một câu này. Thầy phải trả lời thiệt nha. Em hỏi đi. Nhìn đi, nhìn. Thầy có thương em không? Không. Thầy có. Thầy không thầy. Thầy thương em nên thầy mới muốn em cố gắng đó. Cố gắng nha, học trò của thầy. Thầy đi nha. Dạ. Hay là mình cứ bỏ chốt để coi thử thầy làm gì được mình. Ủa anh, sao em lại ở đây? Rồi thầy Khải đâu? Cô biết không, thầy bắt em ngồi ở đây học bài nè. Em học bài thì em lên thư viện mà học, tại sao lại học ở trong phòng thầy trong khi thầy không ở đây nữa? Thì em có muốn đâu, tại vì thầy cứ bắt em ngồi ở đây học. Cô muốn tìm thầy thì cô lên phòng thầy hiệu trưởng đi. Em phải tập trung học. Cô sẽ ngồi đây đợi, em cứ làm việc của em đi. Oanh. Hả? Đây là phòng của thầy cô, mà tại sao em lại bày bừa như vậy được hả? Ủa? Phòng của thầy chứ không phải phòng của cô đâu. Em nói vậy mà nghe được à? Phòng của thầy hay phòng của cô thì cũng là tài sản chung của nhà trường. Mau dọn rác đi. Trời ơi cô ơi, em không có dọn rác được đâu. Tại vì thầy bắt em ngồi đây học mà. Nếu như em không tập trung học là thầy sẽ không có thương em nữa đâu đó. Kệ em,
Cô, em nhờ cô chút xíu nha. Chuyện gì? Em phải đi ra ngoài. Em đi đâu? Thì em đi toilet. Cảm ơn cô nha. Trời ơi, hạnh phúc quá. Đồ ăn nhiều quá, biết ăn cái gì đây? Cậu Oan, em làm cái gì vậy? Đây là văn phòng chứ không phải cái căng tin đâu mà em bày vừa ra như vậy. Em nghe cô nói gì không? Dạ có. Mà cô mới nói gì con? Cô nói đây là văn phòng, không phải căng tin, không phải chỗ để em ăn uống. Nhưng mà em đói mà. Không ăn là chết đói hả cô? Thì em đi ra ngoài ăn. Xin không nè. Không được. Thầy có nói với em á, là nếu như mà học á thì phải ngồi ở đây, không có được đi ra ngoài lâu. Đi lâu á thì la chết. Nhưng mà đây không phải chỗ để em ăn. Em biết rồi, nãy giờ em ăn mà em không mời cô đúng không? Nên là cô tự ái. Trời ơi, bánh trân trọng. Ừ, toàn với em nha. Nhìn thôi hấp dẫn rồi. Chuyên nghiệp không cô? Mở chuyên nghiệp không? Trời ơi, cái mùi thơm. Cô ơi, hửi thơm mà nước miếng tràn ra nè cô. Cô, em mời con. Cô không ăn. Ăn mấy mai. Cô nói em dẹp đi, cô không ăn. Biết là cô thích mà còn giả bộ. Nè. Cô nói cô không ăn. Ăn mấy mai. Nè, cô không ăn. Trời ơi, tớ rồi cô ơi. Cô sợ ráo phòng của thầy rồi. Lát vô thầy la chết luôn á. Sao vậy? Trời ơi, không có camera nữa chứ. Rồi. Em với cô Hương quậy phòng thầy bộ vui lắm hả? Thầy đó, có hay đổ ăn cho em không à? Thầy không tin, thì thầy về check lại camera đi. Rồi rồi, coi như là em không có lỗi đi ha. Nhưng mà em thấy bị tổn thương lắm. Suốt ngày thầy bắt em học. Rồi bây giờ, vì chuyện của cô Hương mà em không có tập trung học gì được hết trơn á. Rồi rồi, thầy biết rồi nè. Bởi vậy thầy sẽ bù cho em một chai IC Plus Beauty. Em cầm đi. Nè, cầm đi. Em vừa lòng chưa? Hay là em muốn một thùng? Cũng tạm được. Mà nè, em thấy á, cô Hương có vẻ quan tâm thầy lắm. Coi bộ hình như là cô... Nè, đừng có nghĩ tào lao rồi tung tin bậy bạ đâu nha. Thầy với cô không có gì hết đó. Vậy thì tại sao mỗi lần em gặp thầy là cô cứ khó chịu, phải bắt bẻ này kia nọ nữa? Có lẽ cô nghĩ thầy thiên vị em nên mới làm vậy. Vậy thầy có thiên vị em không? Thành thật mà nói thì thầy có quan tâm em hơn các bạn một xíu. Nhưng mà đó là do hoàn cảnh của em đặc biệt hơn các bạn. Thầy nói vậy là thầy đang thương hại em đó hả? Thầy không cần phải làm như vậy đâu. Quên à? Thầy... Thầy quý em như là một em gái. Và thầy luôn hy vọng công việc và cuộc sống của em sẽ tốt hơn. Thầy không cần. Dự án này không thể dùng được. Phương hướng quá cũ kỹ, không có phá cách gì hết. Dạ thưa chú, đây là dự án do phòng marketing thực hiện mà chú. Mà nhân sự ở đó toàn là người giỏi. Chú biết, đây là dự án khảo sát xu hướng phong cách sống của sinh viên. Nhưng mà phòng nhân sự marketing chỉ thống kê số liệu, không phỏng vấn sinh viên. Thì liệu những số liệu này có dùng được không? Vào đi.
Dạ, chú gọi con. Ngồi đi con. Dạ. Chúc. Dạ. Giao lại dự án này cho nhóm của Hoàng Oanh làm đi. Chú. Ừ? Tuần sau là mình gặp đối tác rồi. Ừ. Bây giờ lại giao cho một team thực tập hả chú? Làm sao kịp chú? Đó. Con nghe chú Hoàng Oanh. Con và nhóm tụi con có 5 ngày để mà thực hiện dự án này. Đây là thị hiếu của sinh viên tụi con. Con có làm được không? Dạ, con hứa là tụi con sẽ cố gắng hết sức mình ạ. Với dự án này, nếu như nhóm của Hoàng Oanh hoàn thành tốt thì sẽ được nhận thù lao theo hợp đồng thời vụ thuê marketing ở bên ngoài. Chúc, nốt lại cho các bộ phận để đảm bảo quyền lợi cho các em. Dạ, con biết rồi. Em không biết là tại sao chị không thích em, nhưng mà em mong là chị công tư thông minh. Em biết đối tác của anh là Hoàng Oanh. Anh có muốn em lên bàn việc chung với hai người không? Em giận thầy chuyện gì hả? Nói với ổng là mình không muốn làm em gái của ổng. Nói đi. Em muốn gì em nói đi. Anh Khải. Em... Anh muốn mua một cái gì đó cho... Dạ bạn gái phải không ạ?